Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức nóng nhất trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, ngày mùng 3 tháng 10, Sở Tư pháp Lâm Đồng đề nghị các tổ chức công chứng tại địa phương tạm dừng giao dịch tài sản ca sĩ Khánh Phương cùng 11 cá nhân và một doanh nghiệp để phục vụ công tác điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. Ngày 3 tháng 10, theo thông tin, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã gửi văn bản cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn đề nghị tạm dừng thực hiện các giao dịch tài sản của một doanh nghiệp và 12 cá nhân. Doanh nghiệp bị tạm dừng giao dịch tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là công ty cổ phần đầu tư Nhật Nam Khang, trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 12 cá nhân gồm ông Phạm Khánh Phương, tức ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi và bà Nguyễn Thị Lâm Nhi, 30 tuổi, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vũ Duy Nga 61 tuổi, ông Vũ Văn Hoàng 32 tuổi, Lê Văn Hảo 36 tuổi, bà Lưu Thị Luật 64 tuổi cùng ngụ tại Thanh Hóa, ông Vũ Văn Hùng 35 tuổi, bà Ngô Thị Quyên 47 tuổi, ông Nguyễn Quang Đại 44 tuổi và ông Nguyễn Văn Minh 49 tuổi cùng ngụ tại thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Anh Tuấn 51 tuổi Hưng Yên và ông Trần Thiện Tâm 33 tuổi Lâm Đồng. Động thái này là để phối hợp theo đề nghị của Công an thành phố Hà Nội trong việc điều tra xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam. Đồng thời, với việc tạm dừng giao dịch tài sản đang đứng tên chủ sở hữu, cơ quan chức năng còn đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giả soát cung cấp thông tin, tài liệu, tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2 tháng 7 năm 2019 đến nay đối với 12 cá nhân và một doanh nghiệp nêu trên. Ngày 30 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 8 tháng 9, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy, 40 tuổi, ngụ Thanh Hóa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cuộc họp báo ngày 2 tháng 10 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Quá trình điều tra từ năm 2020 đến năm 2022, công ty này đã thu được khoảng 9.000 tỷ đồng từ khoảng 20.000 cá nhân thông qua hơn 40.000 hợp đồng hợp tác kinh doanh, một cá nhân ký nhiều hợp đồng. Công ty đã sử dụng số tiền này để chi trả tiền gốc và lãi cho các cá nhân với số tiền khoảng trên 4.000 tỷ đồng, chi phí cho hoạt động của công ty thông qua tài khoản ngân hàng lên tới 520 tỷ đồng và đã chi trả hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Thúy sử dụng cá nhân khoảng trên 600 triệu đồng.